Chiến thắng 2-0 trước Tottenham và trận hòa 1-1 trước Chelsea được coi là những bước tiến quan trọng của Manchester United ở mùa giải này. Lội ngược ký ức một chút thì ở mùa giải trước họ bị lấn lướt cả trận, nhưng đã có chiến thắng 3-2 trước Tottenham nhờ cú hat-trick tuyệt vời của Ronaldo. Vào khoảng thời gian ngắn ngủi khi Michael Carrick cầm quân, Man United đã có một trận đấu chặt chẽ trước Chelsea rồi ghi bàn từ một pha xử lý lỗi của Jorginho. Ở mùa này, Man United không còn chơi giống đội cửa dưới nữa. Đoàn quân của Erik ten Hag đã tự tin và kiểm soát thế trận trước hai đối thủ cứng cựa. Họ gần như san bằng khung thành của Tottenham nếu như Hugo Lloris không xuất sắc. Họ kiếm lại một điểm ở phút cuối trước Chelsea nhưng vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn và tạo ra sức ép buộc Graham Potter phải thay người trước khi hiệp một khép lại để không bị lép vế. Lối chơi dồn ép của Man United đã khiến Tottenham lẫn Chelsea không thể phòng ngự từ tuyến trên hiệu quả. Ngay hiện tại, hàng tiền vệ của Manchester United đang có một bộ ba hoạt động rất năng nổ. Đôi khi nhìn vào đội hình của Man United, nó trông giống 4-2-3-1 nhưng có lúc lại giống 4-3-3. Đôi khi Fred đứng ngang hàng với Casemiro để giúp chiến đấu với bộ ba tiền vệ của Spurs, rồi sau đó được đẩy lên chơi cùng Bruno Fernandes. Mặc dù tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn tìm cách đột phá phía sau hàng thủ đối phương. Ở khâu tấn công của Man United hiện tại không khó để thấy được những pha chạy chỗ và dứt điểm nhanh. Một đặc điểm của đội bóng có nhiều cầu thủ thuần chạy cánh. Bạn cũng thấy sức ép tấn công của Quỷ Đỏ là tương đối lớn. Nhưng nếu nhìn lại thì thực tế là Jadon Sancho vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất. Marcus Rashford vẫn lãng phí trước khung thành. Và Anthony dù chơi hay nhưng đây mới chỉ là những ngày đầu của chàng trai này ở câu lạc bộ. Nói một cái khác, Man United không xuất sắc nhờ vào sự ảnh hưởng của những cầu thủ tấn công. Vậy thì ai là người giúp họ thống trị các trận đấu? Câu trả lời chính là Bruno Fernandes. Những gì hữu hình và dễ nhìn thấy nhất có thể thấy ở tiền vệ người Bồ Đào Nha là bàn thắng đẹp mắt của anh vào lưới Spurs hay việc tạo ra những cơ hội ngon ăn trước khung thành của Kepa cho Rashford và Anthony. Nhưng ở giai đoạn gần đây, bạn thấy Bruno không được nhiều người đánh giá cao, thậm chí đôi khi bị lãng quên những công trạng cũ. Ví dụ ảnh hưởng của cầu thủ này sau khi đến đây vào tháng 1 năm 2020. Năm đầu tiên của Bruno tại Premier League được vinh danh bằng 4 danh hiệu xuất sắc nhất tháng. Tất nhiên đó đã là chuyện của quá khứ. Cái người ta quan tâm là chuyện của hiện tại và ở hiện tại có những con số khá thú vị về Bruno mà bạn cũng cần xem qua. Ở cột trái đó là những đối thủ mà Man United đã gặp mùa này tại Premier League. Cột giữa sẽ là câu hỏi có hay không có sự xuất hiện của Ronaldo ở đội hình xuất phát. Và cột phải chính là con số thể hiện khả năng tác động đến các tình huống ghi bàn của đội bóng. Số càng cao tức là Bruno đã chơi càng hiệu quả trong trận cầu đó. Bạn rõ ràng biết hoàn cảnh của Ronaldo hiện tại, anh đã không còn là nhân vật chính trong đội hình ra sân thường xuyên của Manchester United. Và khi điều này diễn ra, Bruno Fernandes dường như có xu hướng tạo ảnh hưởng lớn hơn. Có thể là do vai diễn chính đã về lại tay anh. Giải thích ngắn gọn cho điều này là bởi Ronaldo là một cầu thủ có xu hướng tự mình chạy chỗ. Đôi khi CR7 khá ham tham gia các tình huống, nên anh thường chiếm không gian của Bruno hơn là giúp kéo đối thủ ra xa để tạo ra khoảng trống. Điều này cũng dễ dàng được nhận ra nếu bạn có xem Bồ Đào Nha ở giai đoạn trước. Bruno là một trong những cầu thủ tôn trọng và cả tôn sùng Ronaldo nhất ở đội tuyển quốc gia. Nhưng điều đó không cần thiết ở Manchester United lúc này. Đúng hơn là với Manchester United của huấn luyện viên Erik ten Hag, kịch bản về sự kết hợp giữa một tiền vệ và một tiền đạo huyền thoại của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã không thành sự thực. Đó là lý do vì sao mà Erik ten Hag có vẻ đã lựa chọn phương án chiến thuật nông biến Bruno trở thành cầu thủ có ảnh hưởng đến trận đấu nhiều nhất. Đồng nghĩa với việc để ảnh hưởng của Ronaldo lên đội bóng giảm đi đáng kể khi không để anh ra sân nhiều. Với những gì Bruno thể hiện ở vai trò đó như thế nào, cùng tìm hiểu nhé. Ở tình huống này diễn ra trong hiệp 1 trận đấu với Tottenham, khi Fred nhận bóng ở hàng tiền vệ, Fernandes là một phần của bộ đôi tấn công của Manchester United, anh ở bên phải, còn Rashford bên trái. Sau đó Bruno có hành động nhìn ra xa phía sau xem Rashford đã sẵn sàng chạy chỗ hay chưa. Check xong điều đó, cầu thủ này đột nhiên giật xuống và để Rashford chạy lên phía trên. Chỉ pha di chuyển đơn giản đó cũng khiến hàng thủ của Spurs gặp nhiều vấn đề. Erik Dier lúc này đang cố gắng ngăn cản Bruno có bóng và giờ Fred có hai lựa chọn để chuyền bóng lên phía trên. Cầu thủ người Brazil đã chọn Rashford là người nhận bóng trong tình huống này. Nếu tiền đạo của Manchester United dứt điểm tốt hơn thì niềm vui đã đến. Nhưng Kepa trong pha này đã làm những gì có thể để ngăn được một bàn thua. Trong trận đấu giữa Man United và Arsenal, bàn thắng đầu tiên của Rashford cũng là một ví dụ tương tự. Khi đó Bruno đang ở bên phải. Cầu thủ này quay sang và thấy Rashford đã sẵn sàng thực hiện một pha chạy chỗ. Lần này bóng được chuyền đến Fernandes và pha vỉa bóng của anh lên phía trên cho Rashford là hoàn hảo. Bruno tỏ ra rất nhạy trong việc nhận biết những đường chạy của người đàn em Rashford. Đây là một tình huống tương tự trong trận đấu với Chelsea khi Casemiro chuyền bóng cho cầu thủ người Bồ. Bruno trong pha chạm bóng đã tung ra đường chuyền đi ra sau hàng thủ The Blue cho Rashford. Lần nữa Kepa đã gánh vác Chelsea rất nhiều trong trận cầu này. Không chỉ là người chuyền bóng, chính Bruno cũng là người đảm nhận việc xử lý các tình huống từ các đường chuyền của đồng đội. Bàn thắng này trong trận gặp Tottenham không được chấp nhận vì lỗi việt vị và hàng thủ của Spurs đã dừng lại
khi biết Bruno đã ở quá cao. Nhưng đó là một ví dụ điển hình về việc Rashford phải băng xuống và đưa bóng vào trò Fernandes ghi bàn. Cú vô lê của Fernandes vào lưới Southampton hồi đầu mùa cũng rất đáng nói. Đó là một tình huống hoàn toàn khác khi anh truyền một quả tạt sâu cho Diogo Dalot. Nhưng một lần nữa, trong pha tấn công này, Bruno ra hiệu cho Rashford khi đó đang có bóng cánh rằng anh đã sẵn sàng rồi. Và rồi khựng lại vài nhịp để tận dụng khoảng trống được mở ra và dứt điểm. Bruno Fernandes nổi tiếng là một người theo chủ nghĩa cá nhân dựa trên những màn trình diễn của cầu thủ này kể từ khi gia nhập Manchester United. Ví dụ như việc anh thường chuyền hỏng rất nhiều vì thường tung ra các đường chuyền sớm. Bruno vì thế đôi khi trở thành điểm chết của đội khi không tạo ra cơ hội mà để bắt bóng liên tục. Nhiều lần, những hệ thống mà Solskjaer hay Ralf Rangnick tạo ra bị hỏng là bởi không lo được những rủi ro mà Bruno để lại. Nhưng hiện tại thì câu chuyện đã khác dưới thời huấn luyện viên Ten Hag. Chính bản thân Bruno hiện tại cũng bị huấn luyện viên này bắt phải suy nghĩ nhiều hơn về cấu trúc của đội bóng và trách nhiệm của mình. Có lúc Bruno chơi vị trí số 8, có lúc là ở vị trí số 10 và có lúc là người thực hiện những pha chạy ra sau hàng thủ. Nhưng dù ở vị trí nào thì điểm khác biệt là Bruno không còn khiến người xem cảm thấy anh là con dao hai lưỡi nữa. Cầu thủ người Bồ là một trong những cầu thủ chơi trọn vẹn từ đầu mùa không ngừng nghỉ, luôn ra sân khi chạy đủ 90 phút chính thức của trận đấu. Trái với thành tích ghi bàn và kiến tạo không mấy ấn tượng, Erik ten Hag vẫn cho biết ông hoàn toàn có thể hài lòng với những gì Bruno đã trình diễn. Chúng ta biết rằng huấn luyện viên người Hà Lan sẽ không hoàn toàn dựa vào cầu thủ trẻ duy nhất. Điều đó đi ngược lại triết lý của người đàn ông này và phần nào giải thích tại sao Ronaldo lại bị cho ra rìa. Nhưng rõ ràng Bruno Fernandes đang là nhân tố quan trọng trong sự hồi sinh của Man United và cũng là một ví dụ lớn về lý do cho việc Manchester United không đặt Ronaldo ở trung tâm lối chơi nữa. Cách mua chuyện bí ẩn Ozone dễ nhất bằng WeScan. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link mà mình đã chia sẻ trên các hệ thống của bình luận viên Anh Quân. Đối với máy tính, các bạn hãy đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản WeScan đã có sẵn. Nếu chưa đăng ký tài khoản WeScan, mọi người có thể link với Facebook hoặc Gmail để đăng ký nhé. Còn nếu bạn muốn đặt mua qua điện thoại, hãy truy cập đường link bằng cách sao chép đường dẫn tới trình duyệt ghép có sẵn trên điện thoại như Safari, Internet. Sau đó bạn có thể đăng nhập tài khoản có sẵn hoặc đăng ký một tài khoản mới qua Facebook hoặc Gmail. Tại đường link vừa truy cập, bạn có thể dễ dàng đặt mua chuyện dễ dàng theo số lượng mong muốn bằng cách lựa chọn như trên hình. Sau khi đã ấn chọn mua, hãy vào giỏ hàng của bạn để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cùng địa chỉ nhận hàng nhé. Bạn có thể sử dụng ví WeScan siêu tốc, quét QR code VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng để có được bản pre-order đặc biệt của tập 1 bộ truyện tranh Bí ẩn Ozone nhé. Chúc mọi người thành công!